Ngày 30 tháng 3, đối chức ngự tòa Tam Bảo, tăng đoàn chùa Giác Ngộ, thành phố Hồ Chí Minh đã thiết lễ hằng thuận, tác thành cho chú rể Nguyễn Ngọc Hoàng, pháp danh Ngộ Bảo Tâm và cô dâu Lê Thị Thu Hồng, pháp danh Giác Hiếu Hòa, với sự tham dự của gia đình, người thân, bạn bè và quan viên hai họ. Quang Lâm chứng dự buổi lễ có thượng thọa thích nhật từ ủy viên thường trực hội đồng trị sự, phó trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì chùa Giác Ngộ cùng chư tôn đức đại diện tăng đoàn chùa Giác Ngộ Thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây tăng đoàn đã hướng dẫn thôi dâu rể cùng quan khách hai họ chí thành nguyện hương đảnh lễ tâm bảo và trị tụng thời kinh Thiện Sinh bổn kinh ý nghĩa với những lời dạy minh trí của Đức Phật về đạo nghĩa vợ chồng. Thời kinh Thiện Sinh kết thúc dưới sự hướng dẫn của tăng đoàn, đôi bạn trẻ đồng thanh cùng nói lên bốn lời phát nguyện. Từ đây một sự cam kết vững bền được viết lên, hứa hẹn một đời sống hôn nhân chung thủy thương yêu được điều ngự chứng minh tác hợp. Thượng tọa chủ lễ giảng dạy ý nghĩa đôi nhận cưới trước khi đôi dâu rể tiến hành nghi thức trao nhận cưới cho nhau. Đôi nhận chính thức được trao nhau trong niềm vui hạnh phúc trào dân của đôi dâu rể và quan viên hai họ. Đại diện gia đình đã có những lời cảm ơn tri ân tăng đoàn và gửi gắm đến cặp đôi những lời nhắn nhủ thân thương, tiếp thêm cảm hứng và niềm tin về một tương lai tươi hồng trong đời sống hôn nhân sắp tới. Đạo từ tại lễ hàng thuận Thượng tọa Thích Nhật Từ gửi lời chúc phúc đến đôi dâu hiền rễ thảo. Thượng tọa khẳng định rằng việc tổ chức lễ cưới tại chùa là một nét đẹp cần được phát huy về cả phương diện xã hội lẫn tôn giáo. Cũng nhân đây, Thượng tọa chủ lễ tái khẳng định đạo nghĩa vợ chồng trên phương diện đồng hành theo Kinh Tăng Chi mong rằng sự đồng hành đó sẽ có mặt trong cuộc hôn nhân của đôi trẻ đang chuẩn bị bước vào trên nền tảng chân lý phật giáo và truyền thống gia đình thượng tọa mong rằng đôi tân lan tân nương cần biết hài lòng nhau về cá tính về cách suy nghĩ cách sống phải nâng đỡ yêu thương và chịu đựng nhau với lòng kiên nhẫn lớn như những lời vừa phát nguyện sau cùng chú rể ngọc hoàng cô dâu thu hồng đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thượng tọa chủ lễ tăng đoàn cùng quan viên hai họ buổi lễ kết thúc trong niềm hân hoan và hạnh phúc